Trời phù hộ cho mình mà. Cẩn thận nghiệp quật đấy. Mày lại còn dám giở trò đấy à? Tôi làm gì có đâu. Bây giờ cũng biết sợ, hơi muộn. Xinh như thế này mà chỉ để ngắm thì tiếc quá nhờ. Bình thường có ai đến nhà mình đâu không biết đấy. Sao lại có con gái đứng trước cửa nhà mình à? Cô là ai đấy? Chào anh, em đọc được thông tin anh có phòng chúng cho thuê, giá cả lại rất là phải chăng, có đúng không ạ? Đúng rồi, em vào trong nhà xem đi, đi vào đi, để anh đưa em đi xem nhá. Đấy, đây là phòng mà anh muốn cho em thuê, em thấy thế nào? Phòng đẹp mà lại rẻ như thế này, lại không có ai thuê à anh? Thật ra ấy, thì anh cũng kén người cho thuê lắm. Anh cũng phải tìm một người đàng hoàng, tử tế, sạch sẽ thì anh mới cho thuê được. Mà nói thật với em nhá, anh cần gì tiền đâu. Dạ vâng, thế là anh cũng giống em đấy ạ. Em cũng muốn tìm một người sạch sẽ và đàng hoàng để ở cùng ạ. Vậy thì hai chúng ta quá là hợp nhau rồi, cần gì nữa. Mà năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em là sinh viên năm nhất, mới ở quê lên ạ. Thế nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ lắm, mong anh chỉ dạy cho em ạ. Đúng là ông trời thương mình, dâng mỡ đến tận miệng mép thế này. Thôi thì thời đến rồi, cản không kịp, cứ từ từ mà dùng thôi. Em mà ở với anh ấy thì em cứ yên tâm đi, em chả muốn chuyển đi đâu hết nữa luôn. À, mà em có phải là cái người mà lúc nãy nhắn tin cho anh trên Facebook không? Dạ vâng ạ. Mà sao em khác trong hình thế nhở? Ngoài đời anh thấy em trông xinh hơn ấy. À, đây là hình hồi em học cuối năm lớp 12 anh ạ. Còn bây giờ em đẹp hơn. À đây, là do em uống viên uống đẹp da sâm tố nữ Hoàng Thăng Long, có chứa vitamin E, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng do suy giảm nội tiết tố ở nữ giới, giảm nám da, sạm da, giúp da sáng mịn hơn ạ. À thế à, anh xin lỗi nhá, tại anh không để ý mà. Không sao đâu ạ, cũng nhiều người hiểu nhầm em như vậy mà, em cũng quen rồi. Mà hôm nay em có thể chuyển đồ và ở luôn không ạ? Được, được chứ. Đúng là ông trời phù hộ cho mình mà.
bây giờ thì mình chả cần phải đi đâu xa nữa rồi. Đáng vui thì đứt dây đàn. Lại phải để mình ra tay lần này đâu. Giờ này gần 1 giờ sáng rồi. Em ngủ say lắm rồi nhỉ. Đêm nay em sẽ là của anh. Đêm hôm anh làm gì ở đây? Anh đi nhầm phòng em ạ. Anh xin lỗi, em bỏ cái này ra để anh đi về phòng cho em ngủ tiếp. Sai rồi. Anh vào đây từ chiều chứ có phải là đêm mới vào đâu. Sao? Đứng im. Cấm manh động. Với những thằng biến thái như mày thì chỉ cần vào sâu 1 phân rưỡi thôi. 2 phút là đi. Tôi xin lỗi. Tôi đã làm cái gì đâu. Đừng có lươn lẹo với chị. Chị biết hết đấy. Mà lần sau đi thì ăn mặc kín mặt nhé. Mày cẩn thận nghiệp quật đấy. Mày lại còn dám giở trò đấy à? Quả này á, mày biết tay tao. Mày diễn cũng giỏi đấy, đi làm diễn viên được rồi đấy. Thì sao? Mày nghĩ là tao sợ mày á? Hả? Đương nhiên là không. Nhưng mà mày nên biết sợ cái này. Đau. Đi đời như chơi đấy. Đau. Thì không muốn gì. Tao cũng chẳng muốn gì cả. Tao chỉ muốn dạy cho mày một bài học thôi. Đi đêm lắm cũng ngày gặp ma. Cái loại biến thái như mày ấy, cái đó nên xẻo đi. Kiếp này coi như bỏ. Tôi biết tôi sai rồi. Cô tha cho tôi đi. Bây giờ cũng biết sợ. Hơi muộn đấy. Thế bây giờ cô muốn gì? Tao sẽ lấy toàn bộ hình ảnh, video mày quay chụp con gái nhà người ta. Toàn bộ chiến lợi phẩm bệnh hoạn của mày. Tôi làm gì có đâu. Lại còn chối. Tất cả ở trong máy tính của tôi ấy. Trong máy tính hiện. Camera ở trong cái phòng này cũng đủ để ghi lại bằng chứng rồi. Như vậy tao cũng đỡ mất công. Cảm ơn mày nhá. Tôi đã đưa hết cho cô rồi. Cô cởi trói cho tôi chứ. Thế thì lại đơn giản quá. Đừng có trả giá với tôi. Hay là muốn bị trừng phạt thêm? Thôi, như thế này đủ rồi.